Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Long, sinh năm 1993, ngụ xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, 17 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2022, Long chạy xe máy về nhà bà ngoại ở xã Trà Giang. Khi đi ngang quầy bán thịt sát quốc lộ 14D, Long nhìn thấy bà T, sinh năm 1958, ngụ xã Trà Giang, đang ngồi nói chuyện với vài người phụ nữ bên trong. Nhớ lại chuyện trước đây bà T hay cười, thiếu thiện cảm với mình, nên Long chạy về nhà ngoại lấy cây rựa, rồi quay lại đuổi chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, lưng của bà T. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của bà T là 62%, trong đó có nhiều vết thương vùng đầu gây vỡ xương hộp sọ, tụ máu ngoài màng cứng, phù não. Cáo trạng xác định, hành vi vô cớ dùng rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu, lưng của bà T là những vùng trọng yếu của cơ thể có thể dẫn đến chết người. Bà T không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, do đó hành vi của Long đã cấu thành tội giết người với tình tiết định khung có tính chất côn đồ. Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt mức án 17 năm tù.